Vàng xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình giữ cái giọng BD vậy thôi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chơi Minecraft. Minecraft Survival. Thì mình sẽ đây là Lemon World. Chúng ta có một cái seed của riêng mình và mình sẽ sử dụng là seed cũ. Trừ 106 3537046. Mình sẽ sử dụng là seed world cũ bởi vì chúng ta đã bị reset lại cái máy. Hơn nữa máy mình còn đang bị khóa nên chắc mình sẽ thay đổi máy và thời gian mình đăng video nó sẽ kéo dài. Thì đây là seed world cũ của mình, nếu như các bạn đã nhận ra. Mình cũng không mấy ngạc nhiên vì các bạn không nhận ra, vì cái kênh của mình là nói ít được mọi người ủng hộ. À không phải, ít được mọi người ghé qua theo dõi. Nên cái việc mà mình ít người để ít người biết là mình có một cái này là server cũ cũng là một chuyện bình thường. Nên khi mà mình có cửa phải khoảng 50.000 lượt đăng ký á, thì nó sẽ hơi ngạc nhiên một chút. Vì đôi lúc đó thì chả biết ai là tân binh luôn. Bây giờ chúng ta làm luôn một cái crafting table. Mình sẽ speed, mình sẽ coi như là đầu đá, một ít đá. Rồi thì đây là cái màn hình sáng nhất của mình. Chúng ta đầu đỡ một cái cúp đá để mình đi làm luôn cái căn cứ. Căn cứ này mình sẽ làm theo kiểu cũ. Thì mình đập luôn các bạn chế tạo nào. Mình cũng phải công nhận một điều với các bạn như thế này nè. Ui, căn cứ mình làm bên kia luôn à. Chúng ta nên chắc sẽ đào ra 8. Làm một cái 6 thôi. Nếu mình làm thêm một cái, mình sẽ cần nhiều đá. 5 6 chúng ta làm một con lửa đi xuống đi. Ấy, lộn chỗ. Ok. Chúng ta sẽ coi như đó là cách một cách bước game khá là tuyệt vời. Chúng ta sẽ sang bên kia và trước đi đó mình sẽ làm một cái cúp đá trước. Rồi mình sẽ gắn như cái half slab. Thì chúng ta sẽ gắn theo kiểu tiết kiệm hơn chút. Thay vì mình gắn thẳng như thế này thì chúng ta sẽ gắn ở đây. Căn cứ mà làm ở đó hay là góc này đi. Góc này à không, mình nghĩ mình sẽ không, góc đó thì nó nhìn không hợp lắm. Mình sẽ suy nghĩ lại về cái thiết kế sau cũng được. Sao máy bà mình mà, thông cảm. Ok, 5 4. Và chúng ta sẽ đập cái cục này đi. Thông cảm vì giọng, nếu mà có giọng mình có hơi nhỏ nhỏ thì cũng là do mình cái tay mình đang che cái ống loa. Ui giời, thiếu con tí thôi à. Rồi, lớp nước không thương tiếc đi. Xịt lắm. Đó. Thì là khá là, nói chung là mình tiếc. Nhưng mà biết làm sao được. Cái crafting table, ôi. Cái crafting table của mình đâu? Bây giờ bên kia luôn. Kinh khủng. What? What? À, crafting table. Ok, xuống đào một ít cục. Thì mình cáo với các bạn đó cũng là một cách để chúng ta lấy một đá củi á, đó chính là chúng ta làm căn cứ theo dạng hầm ấy. Chúng ta sẽ có rất là nhiều đá củi. Thì mình đi. Đây là granite. Granite thì không cần, cũng sẽ cần nhưng mà hiện tại thì chưa thôi. Chúng ta cần dark side. Rồi đến Ensai. Rồi đến granite này. Đúng, granite luôn. Rồi đi lên luôn. Bây giờ parkour nữa. Mình ghép parkour. Các bạn chỉnh điểm nè. Chỉnh cái tiếng thì sao nó nhỏ. Ơ, đang để bình yên à. Để dễ cho thú vị. Chúng ta sẽ làm cho mình một cái ấy. Chúng ta cần thêm một cục đá nữa. Làm một cái kiếm.
à, lấy phụ nghề cho nó rất bắt nên xấu, mà rất rất là xấu. Ôi, tôi chết rồi, trời ơi, một nút nữa. Kinh khủng. À, cái đó chúng ta cũng cần. Khoan. Để đập cái con heo này. Chúng ta sẽ... Cái cũng là một trong cái mà cần nhưng mà chưa phải bây giờ. À, lớn làm rồi thì ra chỗ thôi. Con gà con thì chúng ta sẽ không lấy. Chúng ta sẽ lấy là cừu, bò và gà trưởng thành. Bò non và cừu. Bò non thì cừu. Nói chung con là non non là mình sẽ không lấy. Còn lại lấy mấy con trưởng thành thì... Đấy. Nó mới chặt con cừu này đi. Rồi chúng ta sẽ đi đập sắt lấy con sẵn. Mình sẽ một mớ sắt. Cái ui thôi xong tôi rồi. Xong tôi rồi đỡ xuống. Đó. Hiện tại mình cũng chưa có thuốc. Mình chưa đạp tăng á. Nên mình chưa có thuốc thì sẽ có thì hình mình nó sáng. Ta sẽ cầm một mớ đuốc và mà sẽ để dành đến khi mình có cái cây có fortune ấy là mình sẽ đã bây giờ chúng ta sẽ lấy những cái thang cái gì mình sẽ chặt cây làm một cái chạc khâu chúng ta sẽ đỡ chạc khâu khâu thường á thì nói chung là thang này chúng ta cần lo sắt thì sẽ có mấy farm vàng thì có gì nó rất là vàng thì mình biết nhưng mà kim cương thì chắc là hiếm nhất. Khi mà chúng ta thành đạt rồi thì sắt là đồ dùng cần thiết. Thậm chí ở đây chúng ta có thể làm một cái máy farm này. Đồ kinh khủng. Thì sẽ thì gã thức ăn ở đây chúng. Wow, chắc là mình sẽ sang đây để căng cái này cũng chỉ là một phần ấy. Quên một cái vô rồi. Con sâu bồ lắm đâu. Khủng lắm. Đập cái này là được đấy. Cái rìu của tôi đâu. Sao tôi phải đập bằng cái này. Chúng ta chết làm rìu. Đập bằng cái cúp đất đấy. Và thì nước nó cứ tự phun lại thôi. Nhà sẽ làm thế này. Đó tuyệt vời. Chúng ta sẽ căn cứ làm ngăn. Mình lật một khoảng rồi. Đi cũng sao vì cái cửa chúng ta cũng đánh ngang đây nếu các bạn có series Minecraft file của ý thì chắc bạn sẽ không biết căn cứ của bạn như thế nào đâu thì không có điều không có cái sẻng thì đánh xúc bằng tay thôi ít nhất là bàn tay cho chúng ta bắt mấy cục đất lên mà chơi ít nhất thế thôi. Chúng ta đảm bảo sẽ có một lượng đất cũng rất là đông luôn. Rồi nó xuống dưới sâu nè. Đó là điều chúng ta không mong muốn. Bắt đập cho coi. Mấy cục đá này. Ok. Chắc đào thì cũng lâu. Vì vậy, mình... mà cũng chưa cần nhà lắm bởi vì cái sàn mình tập hợp từ tất cả các video mà kiểu sàn nó rất là của mình chắc là không làm sàn gỗ hay là sàn nhất mà cũng không có pumpkin nên mình không thể làm cái sàn Ethereum TV nữa đâu. Mình chờ đi giờ để làm hơn nữa đây là cái máy của bà mình nên cái việc quay video rất là bất tiện đăng nữa cũng mắng là nói chung là mình chỉ khi mà mình đang hết pin hơi có thể tận thú chơi kinh khủng lắm ấy. Cho nó là độ kinh khủng cái điều kiện gia đình nó là kinh khủng luôn ở đây thì có một con đường cho chúng ta thì đây là mình sẽ đánh dấu cái đó là tường đúng không để các em mình đào từ đây đến cái chỗ mà cũng hai đoạn chúng ta chưa sâu lắm bốn thì một hai ba bốn ok còn 5-6 đồ nữa nhưng mà để dịch sau đi
để dành cho lần khác nhầm, không phải tao đâu. Eo ơi, chúng ta hết được ăn thiệt khủng. Đây, con bò này coi, nó chết rồi. Thì em sẽ chết một cách lặng xẹt luôn. Đây là cái phần này, cái phần này. À, giờ thì mình sẽ dùng ít thức ăn trước. Thì chúng ta sẽ là 3 miếng bò này. Chúng ta sẽ đun cái quyết định khác tạm vậy. Thì mình sẽ rất cần thức ăn trong một thời gian nên mình phải đi săn thức ăn vậy. Nó khủng á. Kinh khủng một nỗi niềm, nói chung là người hiểu biết lắm. Chúng ta chờ rồi. Chúng ta có thịt bò để sống nhân loại. Kinh khủng. Rồi, cái này là stick. À, giờ thì mình sẽ chăm lo đến cái việc săn thức ăn. Thì có con cừu, có con cừu này, chúng ta đi. Nào thì nó nè, chết này con. Em ơi, chỉ thịt thôi mà em không cho thịt. À, xin thịt nó chết rồi còn đâu nữa. Kinh khủng. Này chết đi. Không kinh khủng đâu. Chết đi con ơi. Con gà. Bút hết. Tốc độ đun của cái này phải nói là siêu luôn. Giờ chúng ta cần một cái ấy ạ. Phần hơi phí phạm nên ui slam. Ngón. Thứ chúng ta cần là slam. Mình sẽ làm một cái stone. Để là một cái giường làm sao chúng ta sẽ đi gỗ trước. Ôi quá đỡ hỡi. Con này cút. Thôi chúng ta quên cả thuốc. Tôi ghét điều đấy. Tôi không thích điều đấy. Ok. Chắc út đờ hơi. Út. Fuck. À, anh hóa ra coi. Không thiệt. Đang đào. Ôi thôi. Tôi không muốn một chén lạng xẹt đâu. Cút đi. Cái quả lạng xẹt là cái series mới này không? Chúng ta sẽ làm vài cục slam ball. Dự kiến là cần nó nhưng mà chúng ta chưa được một cái slam farm đâu. Là bắt tay vấn đề này. Hết chất đốt. Kinh khủng. Ta có xong rồi lúc thì mình sẽ bỏ những cái này chứ nếu mà các bạn cẩn thận, nếu không là mình bỏ những cái cobblestone là khổ. Ta đã có đồ để ăn. Ui có táo, có xương và cho xem cái con xương này. Chơi đi game và chúng ta sẽ chấm luôn con bò. Cút đi bò. Chúng ta không yêu nhau nữa đâu, chỉ vì mày là thứ ba. Con nhện, con nhện, tôi cái nhện. Xin chờ và chém luôn. Sợ gì cút. Kiếm đá nó gà. Chắc chúng ta sẽ làm một cái bộ đồ vệ. Ok. Kinh khủng quá. À chúng ta quên kiếm cái kia rồi. Thôi chết tôi rồi. Còn đủ chỗ để ăn gà. Kinh khủng thiệt. Thì chúng ta sẽ làm mấy cái chạc khâu luôn. Thì trước tiên sẽ làm một cái giường để chúng ta ngủ qua đêm. Có này là sống sót được chút rồi. Mình mừng lắm. Trải qua mấy ngày nó thật là kinh khủng. Chúng ta chịu không nổi. Đây sẽ gắn sapling ở đó. Gắn cái sapling ở đây và sẽ lấy thêm thịt. Căn cứ chắc mình sẽ để tập sau. Còn hết pin hả? Phút. Thì thời lượng video đúng rồi, về vấn đề thời lượng video một nữa. Chúng ta sẽ có một cái giường rồi thì một cái chạc
khô đi. Ây da, tôi chết tôi rồi, tôi chết rồi, tôi hết pin rồi. Thế làm sao mà tôi quay đây? Chết tôi rồi. Thôi chết tôi rồi, tôi chắc. Mẹ chắc quá. Cảm ơn các bạn mà có một cái chạc khâu. Chạc khâu thì dễ kiếm hơn những cái khâu bình thường rất là nhiều. Thì nó dễ. Thì nó sẽ nó để đung lùng đung hai cái này. Ok. Sắt thì mình sẽ đung để trong tập sau. Cái gì cũng phải để trong tập sau, bây giờ là thức ăn đi. Chúng ta sẽ lo cùng điểm về thức ăn một chút xíu. Thì mình đã lấy hết vỡ đó một cái chạc khâu rồi. Tạm cái rừng đi. Cất đồ không cần thiết. Đá thì chúng ta nhiều quá. Là một cái chúng ta chuyển mới là stick luôn. Chúng ta một cái shovel. Cất cái stick lại. Bộ này, rồi cái này. Mà mình sẽ có một lượng rất là nhiều đây. Cái này và chúng ta sẽ đùng iron ingot. Chết. Ok. Sau video đến đây là kết thúc rồi. Mình sẽ gọi lại tên mình sau. Còn bây giờ thì chả làm thế nào. Thôi chào tạm biệt các bạn.